Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và quả núi Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y Pháp Môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chín Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập thanh tịnh chúng, chóng thành Phật đạo. Tịnh Độ Đại Kinh giải Việt nghĩa, chủ giảng lão pháp sư Tịnh Không, chuyển ngữ Hạnh Chương, biên tập Minh Tâm. Thời gian ngày 21 tháng 1 năm 2011, địa điểm Tịnh Tông Học Viện Úc Châu, tập 245. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 296, trang 296. Chúng ta bắt đầu xem từ hàng thứ ba, câu thứ hai. Đây là một đoạn ngắn. Ý là điểm di tế của tất cả sự tướng, như một sợi lông, một hạt bụi ở thế giới Cực Lạc, đều từ thực tế lý thể hiện ra và diệu lý tương tức không hai, cho nên gọi là cùng di. Đoạn này khiến chúng ta nhớ đến một câu nói của nhà lượng tử khoa học, nhà vật lý học lượng tử người Đức, là tiến sĩ Max Planck. Ông là thầy của Einstein, danh sư xuất cao độ, của một học trò giỏi như thế. Ông nói đối với kết luận sau cùng của việc nghiên cứu nguyên tử, thì trên thế gian này không có cái gọi là vật chất tồn tại. Đây là thầy của Einstein nói, không có vật chất, tất cả vật chất đều đến từ một sức mạnh nhất thể khiến nguyên tử vận động và duy trì cẩn mật. Chúng ta cần phải nhận định rằng đằng sau sức mạnh này là ý thức và tâm trí. Tâm thức là nền tảng của tất cả vật chất. Câu nói này của nhà khoa học rất gần với ý nghĩa của đoạn văn này, hầu như 3.000 năm trước Đức Phật đã nói cùng một vấn đề với những gì nhà khoa học lượng tử hiện đại này nói, chính là ở đây nói điểm di tế của một sợi lông mấy trần. Một sợi lông, một mấy trần rất nhỏ, nó từ đâu đến? Một sợi lông, lông trên thân chúng ta, một sợi lông, một điểm di tế, chính là di trần. Nó từ đâu đến? Nó là huyện tướng do tâm thức tích lũy mà sanh ra. Đây chính là điểm di tế của một sợi lông, một hạt bụi. Điểm di tế tức là lượng tử mà ngày nay các nhà lượng tử lực học thường nói đến. Di điểm này là lượng tử, cũng gọi là tiểu quang tử.
Tiểu quan tử từ đâu mà có? Giới khoa học nói với chúng ta rằng nó từ không sinh ra có. Đức Phật nói với chúng ta nó từ thực tế lý thể hiện ra. Thực tế lý thể là tự tánh, là thể tánh, là từ trong thể tánh biến hiện ra. Huyễn tướng này và lý thể tương tức không hai. Câu này không dễ hiểu. Ở trước thêm chữ diệu, nghĩa là nói diệu lý, diệu tướng. Lý diệu, tướng cũng diệu. Chữ diệu này có nghĩa là gì? Nó tượng trưng cho vật phi hữu phi vô, không thể nói nó có, cũng không thể nói nó không. Nếu nói không có, nó giống như ánh chớp vậy, nó lóe lên một cái. Còn như nói là có, nó lập tức biến mất, không còn thấy nữa. Đây gọi là diệu. Lý diệu, sự cũng diệu. Thể diệu, tướng cũng diệu. Đây gọi là diệu lý tương tức không hai. Đây mới là cùng di, là hai chữ này. Cùng nghĩa là truy tận nguồn cội, hiểu nó một cách triệt để. Di là chỉ sự lý. Sự lý này quá tinh vi. Bên dưới là dùng giáo lý Đại Thừa giải thích cho chúng ta. Mà tất cả hình tướng này, tất cả hình tướng là nói muôn sự muôn pháp. Tất cả hiện tượng khắp biến pháp giới hư không giới, tất cả hiện tượng có thể chia thành ba loại lớn: hiện tượng tự nhiên, hiện tượng tinh thần và hiện tượng vật chất, bao gồm hết tất cả. Ở đây chỉ dùng tất cả hình tướng. Câu này bao hàm hết thảy. Nó từ đâu mà có? Là từ tâm thanh tịnh biến hiện ra. Chúng ta có thể gọi là hiện tượng tự nhiên của tâm thanh tịnh. Để giải thích nó, công đức vô lượng vô biên của Di Đà hiện ra. Di Đà ở đây là chỉ người. Phật A Di Đà ở thị giới Tây Phương Cực Lạc là công đức vô lượng của Phật A Di Đà. Công đức vô lượng, chúng ta bất đắc dĩ cũng có thể nói nó là hiện tượng tự nhiên. Nó không phải hiện tượng tinh thần, cũng không phải hiện tượng vật chất. Có thể nói hiện tượng vật chất và hiện tượng tinh thần là hữu lậu, nó không phải vô lậu. Tâm hiện là hiện tượng tự nhiên, thức biến là hiện tượng tinh thần và hiện tượng vật chất, nó thuộc về hữu lậu. Cho nên gọi là tướng vô lậu. Tướng vô lậu này là chuyên nói đến di điểm của một sợi lông, một mảy bụi, cũng chính là lượng tử mà ngày nay các nhà khoa học nói đến.
là tướng vô lậu. Vì trong này không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước. Nhất nhất đều là viên minh cụ đức. Viên là viên mãn, minh là quang minh, đầy đủ vạn đức vạn năng. Như trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói, tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng của Như Lai. Minh tượng trưng cho trí tuệ, viên tượng trưng cho đức tướng, đức tướng viên mãn. Đây là tự tánh vốn đầy đủ, mà còn không sanh không diệt. Vốn tự thanh tịnh, vốn không dao động, năng sanh vạn pháp. Ở đây cần chú ý điều gì? Chú ý hai chữ nhất nhất, vi diệu là ở chỗ này. Nhất nhất nghĩa là sao? Trong một sợi lông có vô số vi điểm, trong một hạt bụi có vô số vi điểm. Chúng ta cần phải hiểu ý này. Thực ra di điểm này, như Bồ Tát Di Lặc nói, một khẩy móng tay có 32 ức 100 ngàn niệm. Một niệm trong này chính là một di điểm, vô số di điểm. Một khẩy móng tay của chúng ta có 32 ức 100 ngàn di điểm. Giới khoa học gọi là tiểu quang tử. Hiện nay khoa học dùng dây làm đơn vị, thời gian của dây dài, dài hơn khẩy móng tay. Nếu một giây chúng ta khẩy được 5 lần, một giây khẩy 5 lần, vậy một giây có bao nhiêu di điểm? 1.600 triệu. Một giây có 1.600 triệu di điểm. Hai chữ nhất nhất chính là nói đến vấn đề này. Trong một giây có 1.600 triệu di điểm. Mỗi di điểm đều viên minh cụ đức. Hay nói cách khác, trong mỗi di điểm, chúng ta dùng khoa học hiện nay để nói thì năng lượng, tin tức, vật chất đều viên mãn. Viên mãn đến mức độ nào? Không có gì khác với biến pháp giới, hư không giới. Trong mỗi một di điểm đều có thế giới. Ở trước chúng ta đã học Bồ Tát Phổ Hiền có thể đi vào thế giới này, có thể vào trong thế giới của di điểm để tham học. Thế giới này của chúng ta không thu nhỏ, thế giới trong di điểm cũng không phóng to, lớn nhỏ không hay. Cảm quan đi vào đó hoàn toàn giống như hiện nay. Vậy chúng ta muốn hỏi, vũ trụ hiện nay của chúng ta là vũ trụ trong di điểm hay là vũ trụ lớn bên ngoài di điểm? Nói cho chư vị biết, nói thật là không một cũng không hai.
Trong kinh nói rất hay, tương tức tương nhập. Chúng ta cần phải buông bỏ vọng niệm về phân biệt chấp trước, mới có thể thấy được. Vì sao vậy? Vì có phân biệt, có chấp trước là có vọng tưởng nghiêm trọng. Vọng tưởng chướng ngại ta kiên thành, đây là tánh đức. Cảnh giới minh tâm kiến tánh, không những là viên minh cụ đức, mà nhất nhất đều viên viên quả hại. Ý nghĩa viên viên quả hải này chúng ta rất ít gặp. Trong Hiển Mật Viên Thông nói, chỉ đức như biển của quả vị thánh giá viên mãn vô thường. Trong Kinh Hoa Nghiêm là diệu giác Phật quả chứng được. Nói cách khác, đẳng giác Bồ Tát vẫn không thấy được. Diệu giác mới thấy được. Đương thể tức là thật tướng. Thật tướng chính là tự tánh, nghĩa là đã kiến tâm, thấy được chân tướng của vũ trụ vạn hữu. Thật tướng là tướng chân thật, không phải vọng tướng. Chứ vậy phải biết rằng những gì hiện nay chúng ta thấy hoàn toàn là vọng tướng. Chúng ta nhìn thấy lục đạo là vọng tướng, thập pháp giới là vọng tướng, pháp giới hư không giới là vọng tướng, thậm chí nhìn thấy thế giới cực lạc cũng là vọng tướng. Vì sao vậy? Vì một vọng thì tất cả đều vọng. Chúng ta chưa buông bỏ được cái vọng. Vọng tưởng là vọng, phân biệt là vọng, chấp trước là vọng, toàn là hư vọng. Khi nào chúng ta có thể đem những hư vọng này buông bỏ hết, vọng tưởng phân biệt chấp trước chân lập tức hiện tiền. Những gì ta thấy được hoàn toàn tương đồng với trong Kinh điển Đại Thừa nói. Kinh điển Đại Thừa có thể chứng minh. Chúng ta có thấy sai không? Đối chiếu với kinh điển sẽ biết. Thật tướng là gì? Tướng mà vô tướng, vô tướng mà tướng, cho nên gọi là cực diệu. Tất cả mọi hiện tượng không thể nói nó có, cũng không thể nói nó không. Thực tế thì tướng này ngày nay trước mắt chúng ta đặc biệt rõ ràng là ta cảm nhận được. Như mỗi ngày ta xem tivi, mỗi ngày dùng vi tính để tiếp thu tin tức qua mạng, công việc này người thời đại chúng ta hầu như mỗi ngày không thể tách rời. Nó cùng một đạo lý với trong kinh nói. Màn hình chính là di điểm. Ví
Tất cả hiện tượng trong màn hình cũng là di điểm. Trong di điểm có màn hình viên mãn. Trên màn hình có di điểm viên mãn. Tướng tức vô tướng. Ta có thể nhìn thấy nó chăng? Vô tướng mà tướng. Hai câu này chẳng phải ngay trước mắt chúng ta sao? Nếu ta có thể cảm nhận ra điều này là đã ngộ nhập cảnh giới Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm là gì? Trong màn hình này hiện tướng chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Trên màn hình vi tính hiển thị ra cũng là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Không một cũng không hai. Đây gọi là cực diệu. Thật sự có thể thấu suốt thật tướng. Xin chúc mừng, tâm thanh tịnh của quý vị đã hiện tiền. Hay nói cách khác, tâm thanh tịnh của quý vị xoay chiếu vạn vật, không nhiễm chút bụi trần. Vì sao vậy? Vì vạn vật không có tự tánh. Vạn vật không có nhiễm tịnh. Vạn vật không có sanh diệt. Vạn vật không có thiện ác. Vậy ô nhiễm đâu ra? Như Lục Tổ Huệ Năng nói, xưa nay không một vật nơi nào dính bụi trần. Chúng ta khởi tâm động niệm cho rằng nó đã ô nhiễm, đó là giả, không phải thật. Ta cho rằng nhiễm tức là nhiễm, còn cho rằng tịnh tức là tịnh, không có. Bất luận trên màn hình hiện ra hình ảnh gì, thị phi, nhiễm tịnh, thiện ác đều không tồn tại. Những thị phi, nhiễm tịnh, thiện ác này là sao? Rốt cuộc là sao? Một câu trong kinh điển Đại Thừa đã giải đáp cho chúng ta: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Bài kệ trong kinh Kim Cang nói rất hay: tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh. Lúc này chúng ta có thể lãnh hội được những gì các bậc cổ đức xưa nay nói: tìm chân vọng liệu bất khả đắc. Tìm tà chánh liệu bất khả đắc. Tìm nhiễm tịnh liệu bất khả đắc. Tìm thiện ác cũng bất khả đắc. Xin chúc mừng, quý vị đạt được thanh tịnh bình đẳng giác. Đạt được thanh tịnh bình đẳng giác tức là thành Phật. Thành Phật mới là cùng di cực diệu. Đây là cảnh giới của Như Lai Quả Địa. Bên dưới kế viết tiếp tục nói: quảng lược tương nhập, không thể nghĩ bàn, cho nên gọi là vô năng xưng lượng.
Quán là rộng, lượng là thu nhỏ. Quán lượng tương nhập là rộng ở trong hẹp, hẹp ở trong rộng. Chúng ta phải thay đổi hai chữ, mọi người sẽ dễ hiểu hơn. Đó là lớn nhỏ. Lớn là gì? Lớn là vũ trụ. Pháp giới lớn, hư không pháp giới lớn. Nhỏ là gì? Nhỏ là di điểm. Đây là thuật ngữ trong kinh Phật. Di điểm là di của cực di. Vật chất nhỏ nhất trong hiện tượng vật chất không thể phân tách. Tiếp tục phân tách tức không còn, gọi là di của cực di. Có thể cái hiện nay được gọi là lượng tử. Toàn thể vũ trụ chứa đựng trong lượng tử. Lượng tử này cũng ở trong vũ trụ. Vũ trụ nhập vào lượng tử. Vũ trụ không thu nhỏ, lượng tử không phóng to. Làm sao có thể dung nạp? Chúng ta không sao lý giải được. Vũ trụ xưng tánh, lượng tử cũng xưng tánh. Tánh không có lớn nhỏ. Cho nên nó tương tức tương nhập. Tánh không phải bất kỳ hiện tượng nào. Nó không phải hiện tượng tự nhiên, không phải hiện tượng vật chất, cũng không phải hiện tượng tinh thần. Nó có thể sanh ra mọi hiện tượng. Năng và sở không hai. Năng bao hàm sở, bao hàm tất cả sở sanh. Điều này chúng ta dễ hiểu. Nhưng bất kỳ một di điểm nào trong sở sanh, nó cũng bao hàm tự tánh viên mãn. Điều này chúng ta không hiểu, không thể lý giải được. Trong kinh nói không thể nghĩ bàn. Thực tế câu này rất tuyệt diệu. Chỉ cần ta không tư không nghĩ là thấy được, là minh bạch. Tư là ta suy nghĩ, càng nghĩ càng sai. Nghĩ là thảo luận về nó, nghị luận nó, như vậy cũng sai. Vì sao vậy? Vì cảnh giới này không phải lời lẽ có thể nói được. Nghĩ là tiền ngũ thức. Tư là thức thứ sáu, thức thứ bảy, thứ tám. Dùng tám thức chính là vọng tâm. Không thấy được chân tướng, không thấy được thật tướng. Thật tướng là gì? Tướng mà vô tướng, vô tướng mà tướng. Ta không thấy được thật tướng. Buông bỏ tâm ý thức mới có thể thấy. Nó có thể tương tức tương nhập. Hai câu ở đây giải thích rõ ràng. Vì sao có thể tương tức tương nhập? Tướng tức vô tướng, vô tướng tức tướng. Cho nên nó có thể tương tức tương nhập.
Nhờ vậy chúng ta mới biết rõ ràng hai câu này. Khen ngợi nó là cực diệu. Cho nên vô năng xưng lượng, nó có lượng chăng? Không có lượng. Quan niệm lão lại đem tổng kết ý nghĩa đoạn này với chúng ta. Ý là thế giới cực lạc toàn hiển lộ pháp giới sự sự vô ngại. Quý vị xem một và nhiều tương tức, lớn và nhỏ tương dung, rộng hẹp tương nhập, trung trùng vô tận, vượt ngoài tình kiến. Ngôn ngữ đạo đoạn cho nên không thể bàn, tâm tư lộ tuyệt nên không tư duy. Ngôn ngữ tư duy không thể sánh được, làm sao có thể xưng lượng, cho nên gọi là vô năng xưng lượng. Giải thích quá tuyệt vời. Chúng ta thử nghĩ xem cảnh giới trước mắt mình. So với cảnh giới cực lạc là giống nhau hay khác nhau? Nếu là giống, vậy thế giới ta bà này chẳng phải là thế giới cực lạc sao? Thống mà. Có giống chăng? Nói cho chư vị biết, giống thật không phải giả. Sự giống, lý cùng giống. Vậy khác ở đâu? Khác ở chỗ người ở thế giới Tây Phương cực lạc giác ngộ, chúng ta không giác ngộ. Họ buông bỏ, chúng ta không buông bỏ. Họ buông bỏ tâm ý thức, chúng ta vẫn chấp chặt tâm ý thức. Khác nhau ở điểm này. Thế giới Tây Phương cực lạc, di điểm của một sợi lông mấy bụi đều cùng di cực diệu. Thế giới ta bà này, di điểm của một sợi lông một hạt bụi cũng cực diệu tinh di, như thế giới cực lạc không có gì khác. Chỉ là họ thấy được, còn chúng ta thì không. Không thấy được nhưng nó có ngay trước mắt. Giới khoa học đã chứng minh cho chúng ta thì có thể nói họ đã nhìn thấy dấu tích của nó. Nhìn thấy vấn đề này, biết sự hiển nhiên của nó nhưng không biết nguyên nhân của nó. Vì sao nó như vậy? Giới khoa học không nói, nhưng Phật đã nói ra. Mấy câu ở đây nói, sự sự vô ngại, một và nhiều tương tự, lớn nhỏ tương dung, rộng hẹp tương nhập, trung trung vô tận, vượt ngoài tìm kiếm. Nghĩa là họ đã nhìn thấy. Đây là nói về điều gì? Chính là nói di điểm của một sợi lông mấy trận. Giới khoa học phát hiện di điểm nhưng không nói ra được. Bồ Tát Hoa Nghiêm nhìn thấy. Thì ra trên thế gian lý vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Sao họ có thể không được đại tự tại? Xuất sanh vô tận là hiện tượng tự nhiên.
tức ngay tại đây, xưa nay chưa từng để Bồ Tát khởi tâm động niệm. Chiêu này rất tuyệt. Phàm phu chúng ta nhìn thấy cảnh giới bên ngoài liền khởi tâm động niệm, bị cảnh giới xoay chuyển. Đây gọi là định công của Bồ Tát, tự tánh bổn định. Đại sư Huệ Năng nói, đâu ngờ tự tánh vốn không dao động. Nghĩa là tự tánh của chúng ta vốn định, bị cảnh giới bên ngoài dao động là sao? Là vọng tâm, là tâm trạng. Nó dễ bị cảnh giới bên ngoài nhiễu loạn. Tự tánh thanh tịnh, tâm không bị cảnh giới bên ngoài mê hoặc. Vì sao vậy? Vì cảnh giới là tướng mà vô tướng, vô tướng mà tướng. Như vậy sao bị quấy nhiễu được? Giống như hình ảnh trên màn hình TV vậy. Đem hai câu này ra đối chiếu, quán chiếu. Khi xem TV, tập trung tinh thần, ý chí, ta thấy gì? Thấy tướng mà vô tướng, vô tướng mà tướng. Không hề ảnh hưởng bởi những hình ảnh trên TV, chỉ chuyên tâm vào tướng mà vô tướng, vô tướng mà tướng. Ta thấy điều này. Xem lâu ngày sẽ được tam muội. Khi được tam muội liền đại triệt đại ngộ. Trong giáo lý Đại Thừa nói, các pháp bình đẳng, không có cao thấp. Kinh Hoa Nghiêm có thể giúp chúng ta khai ngộ. Màn hình TV cũng có thể giúp ta khai ngộ. Thử hỏi màn hình TV và Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm có bình đẳng chăng? Bình đẳng. Thèn chốt ở đâu? Thèn chốt ở chỗ ta có biết chăng? Nếu biết sẽ khai ngộ, không biết thì không khai ngộ. Không biết dù ngày ngày đọc Kinh Hoa Nghiêm cũng không khai ngộ. Người biết thì xem TV cũng khai ngộ. Xem TV thành Bồ Tát thành Phật. Tuyệt diệu. Cho nên trong kinh gọi là cực diệu. Chúng ta lại hỏi thêm câu nữa. Bồ Tát Long Thọ ở Long Cung, trong Long Cung của Đại Long Bồ Tát, thấy kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Tam thiên đại thiên thị giới di trần kỵ, nhất tứ thiên hạ di trần phẩm. Đó là gì? Nói thật với quý vị, đó chính là chúng ta từ sáng sớm thức dậy cho đến lúc tối đi ngủ, suốt ngày này sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần. Những gì mắt thấy tai nghe, mũi ngửi lưỡi nếm, thân thể tiếp xúc, sự tưởng tượng chính là kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Tức ngay tại đây. Vì sao vậy? Vì tướng mà vô tướng, vô tướng mà tướng. Ta cũng có thể nhập vào cảnh giới của quốc sư hiền thủ. Cảnh giới của Ngài là gì?
Ngài quy nạp kinh Hoa Nghiêm thành ba loại chu biến. Ý niệm vừa khởi, ý niệm này chính là di điểm của một sợi lông, một hạt bụi. Ý niệm này vừa khởi, lập tức chu biến pháp giới. Ý niệm vừa khởi, liền xuất sanh vô tận. Ý niệm này vừa khởi, liền hàm dung không hữu. Phải chăng đây là cùng di? Phải chăng đây là cực diệu? Không có một pháp nào không ngay tại đây. Chính là ngay tại đây. Nghe vậy, không chấp tướng ngôn ngữ, không chấp trước tướng danh tự, không chấp trước tướng tâm duyên. Như vậy là đã khế nhập. Thông thường chúng ta nghe kinh, nghe pháp, vì sao không thể khế nhập? Vì chấp tướng, không biết tướng mà vô tướng, vô tướng mà tướng. Đó gọi là thật tướng, là chân tướng. Chúng ta đều là vọng tâm, rơi vào trong cảnh giới tướng hư vọng. Vì thế vĩnh viễn không thể khai ngộ. Vĩnh viễn không thể trở về thanh tịnh bình đẳng. Đạo lý là như vậy. Mấy đoạn văn này văn tự không dài, nghĩa lý sâu rộng vô tận. Câu quan trọng nhất là siêu tình ly kiến. Ngày nay chúng ta không thể siêu tình, cũng không thể ly kiến, cho nên đọc những điều này không hiểu. Chữ đọc không sai, ý nghĩa hình như hiểu, lại hình như không hiểu. Vì thế không được lợi ích. Phải học như thế nào? Bốn câu dưới nói với chúng ta: ngôn ngữ đạo đoạn, cũ bất khả nghị. Nghĩ là gì? Là nghiên cứu thảo luận. Không được, chỉ có thể nghe. Vì sao không được nghị luận? Vì nghị luận chưa siêu tình ly kiến. Nghị luận là tình kiến. Tình kiến không thể kiến tánh. Vậy thì không cho phép ta nghị luận. Quý vị xem Thiền Tông, xem Ngũ Đăng Hội Nguyên, xem Truyền Đăng Lục,
Trong này có rất nhiều điển tích. Hòa thượng trắc nghiệm người học trò, hỏi người này: đạo nhân cú lai, nghĩa là ông nói một câu tôi nghe xem. Người học trò này bắt đầu mở miệng nói, lập tức đánh một quyền vào miệng, không cho nói. Đạo nhất cú lai, học trò nghĩ ra rồi, vì sao không cho nói? Ngôn ngữ đạo đoạn, quý vị đạo gì chứ? Động tác che miệng học trò lại, người này liền khai ngộ. Thủ pháp này rất cao minh. Hay nói cách khác, hòa thượng có thần thông, có trí tuệ, nhìn thấy học trò này khi nào thì sắp ngộ mà chưa ngộ. Ngay thời điểm then chốt đó, chỉ thiếu một chút đó mà họ không thể khai ngộ. Chú này vừa biểu diễn ra họ quát nhiên đại ngộ. Nếu chưa đến mức độ nhân duyên này, dù cho bịt miệng đến ngộp thở vẫn không khai ngộ. Hà tất phải như thế? Phương pháp này không phải có thể ứng phó với bất cứ người nào. Chỉ đối với người họ có nhân duyên đặc thù, phải người như thế. Muốn một người khai ngộ, phương pháp đó quả thật là thiên biến vạn hóa, không có phương pháp nhất định. Người khai ngộ họ biết. Khai ngộ tức là thành Phật. Minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Họ biết. Người chưa khai ngộ không biết. Ta chưa khai ngộ, học theo những phương pháp đó của họ là sai lầm. Chẳng có ý. Điều này không học được. Tâm tư lộ tuyệt của bất khả tư. Suy nghĩ được chăng? Không được suy nghĩ. Suy nghĩ là có ý thức khởi tác dụng. A là già khởi tác dụng, mạc na khởi tác dụng, ý thức khởi tác dụng. Đây là ba tâm. Ba tâm hai ý. Vọng tâm diễn diễn không duyên được chân tâm. Buông bỏ vọng tâm, chân tâm liền hiện tiền. Vấn đề là như vậy. Phải triệt để buông bỏ. Đến thân đều không chấp trước. Lưu đạo chúng sinh, lục đạo chúng sanh nào không chấp trước thân này là ta, chính là mình. Người giác ngộ không chấp trước, biết thân này không phải là ta. Cái gì là ta? Biện pháp giới hư không giới chính là ta. Hoàn toàn khẳng định, không chút hoài nghi. Trong kinh điển gọi người này là gì? Là Pháp Thân Bồ Tát. Họ không phải lấy thân này làm thân, họ lấy tất cả pháp làm thân. Có đạo lý chăng? Có đạo lý. Đạo lý gì? Chính là những gì ba đoạn trước trong Hoàng Nguyên Quang nói. Từ nhất thể khởi nhị dụng. Nhất thể tự tánh thanh tịnh viên minh thể. Khởi nhị dụng, thứ nhất là chánh báo. Thứ hai là y báo. Chánh báo là chính mình. Y báo là môi trường sống, bao gồm hư không pháp giới. Ba loại chu biến. Chu biến pháp giới, xuất sanh vô tận, hàm dung không hưởng.
Đây là Pháp Thân Phật. Trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là Pháp Thân Đại Sĩ, Pháp Thân Bồ Tát. Họ trú trong cõi Thật Báo Trang Nghiêm. Họ chứng được Kim Cang Bất Hoại Thân. Thân Kim Cang Bất Hoại là thân Pháp Tăng. Môi trường cư trú là cõi Pháp Tánh. Pháp Tánh bất sanh bất diệt. Đoạn bên dưới nói cho thấy cực là tịnh độ. Chỉ có Phật với Phật mới có thể thấu tột. Ngoài Phật ra, tất cả chúng sanh trên đến đẳng giác, ở giữa đến tất cả chúng sanh lớn nhỏ, phàm thánh đầy đủ thiên nhãn, đều không thể nói hết hình sắc, quang tướng, danh số của nó. Càng làm sao có thể tuyên thuyết chung tất cả. Đây là giới thiệu thế giới cực lạc cho chúng ta. Sự tốt đẹp của thế giới cực lạc, sự thù thắng của thế giới cực lạc. Đến thế giới cực lạc thân cận Phật A Di Đà để học tập những gì? Những gì trong đoạn này nói cũng chính là thầy Phương Đông Mỹ nói, là triết học đỉnh cao nhất, là khoa học đỉnh cao nhất. Nói về nguồn gốc của vũ trụ vạn pháp một cách rõ ràng minh bạch, tánh tướng sự lý, nhân quả của tất cả pháp, toàn bộ giảng minh bạch, đều nói rõ hết. Ngày nay chúng ta gọi là học thuật, do đó tất cả mọi học thuật đến đây gọi là đại viên mãn. Nói đến cung tận, người hiếu học, đến tha phương thế giới cầu học, học vẫn không có cả dừng. Đến thế giới cực lạc cầu học mới đạt được đại viên mãn. Hơn nữa ngay trong đời này còn chứng được cứu cánh viên mãn, thành tựu vô thượng bồ đề. Không thể không biết điều này. Cho nên thế giới Tây Phương cực lạc chỉ có Phật với Phật mới có thể cứu cánh. Phật ở đây là diệu giác quả Phật. Bên dưới càng nói rõ hơn, ngoài Phật ra chính là cõi gì này? Còn tất cả chúng sanh trên đến đẳng giác, giữa có người
đầy đủ thiên nhãn, tức có ngũ thông hoặc lục thông, những hàng đại thánh, tiểu thánh, phàm phu. Phàm phu là chúng sanh, thánh là thánh nhân, đều không thể phân biệt hết hình sắc. Có thể phân biệt nhưng không thể phân biệt hết. Chỉ có thể phân biệt nhận thức giới hạn, nhưng không thể nhận thức viên mãn. Không thể. Hình sắc ở thế giới Cực Lạc, hình là hình trạng, sắc là màu sắc, quang tướng, quang là quang minh, tướng là tướng hảo, danh số. Vật này gọi là gì? Số lượng bao nhiêu? Ta đều không thể phân biệt. Không thể phân biệt rõ ràng hết, đương nhiên làm sao có thể tuyên thuyết tất cả được. Vì vậy, giới thiệu thế giới Cực Lạc cho chúng ta chỉ có Phật mới làm được. 48 nguyện là Phật A-di-đà tự nói. Kinh Vô Lượng Thọ cũng được tuyên thuyết từ kim khẩu của Thích Ca Mâu Ni Phật. Đẳng giác Bồ Tát đều không nói được. Cho nên nói đoạn này là tổng kết trong nguyện văn. Có người có thể phân biệt hình sắc, quang tướng, danh số và tuyên thuyết tất cả, không thành chánh giác. Nghĩa là mười phương thế giới muốn đến thế giới Cực Lạc xem, không thể nói rõ ràng mọi thứ ở thế giới Cực Lạc. Họ không có năng lực này, không có loại trí tuệ này. Chương này chúng ta học đến đây. Bây giờ xem tiếp chương sau. Ngã tác Phật thời, quốc trung vô lượng sắc thọ, cao hoạt bách thiên do tùn, đạo tràng thọ cao tứ bách vạn lý, chư Bồ Tát trung tuy hữu thiện căn liệt giả, diệt năng liễu tri. Đoạn này là nguyện thứ 40, nguyện vô lượng sắc thọ. Tất cả chúng sanh đều yêu thích cây cỏ hoa lá. Thì giới Tây Phương Cực Lạc cũng không ngoại lệ, cây cỏ hoa lá rất nhiều. Chúng ta xem tiếp nguyện thứ 41. Dục kiến chư Phật tịnh quốc trang nghiêm, tất ư bảo thọ giang kiến, do như minh kính đổ kỳ diện tượng, như bất nhĩ giả bất thụ chánh giác. Nguyện sau cùng này rất thù thắng. Nguyện thọ hiện Phật sát, mười phương cõi nước chư Phật, quý vị muốn xem tất cả đều hiện ra từ trên thân cây. Giống cây đó giống như tivi, như máy chiếu hiện nay vậy. Ta muốn xem gì thì kênh đó liền hiện ra. Cõi nước chư Phật, muốn xem chúng ta từ thế giới Ta Bà đến thế giới Cực Lạc, muốn xem tình trạng ở thế giới Ta Bà. Giữa cây báo ta nhìn thấy thế giới Ta Bà, thấy đĩa cầu này, thấy hệ mặt trời, nhìn thấy rất rõ ràng. Cây hiện quái Phật. Chúng ta
Chúng ta xem chú giải của Hoàng Niệm Lão, hữu chương, chương bên phải, đủ hai nguyện. Đầy đủ hai nguyện. Từ câu cũng có thể hiểu trở lên. Chúng ta vừa đọc xong, nói rõ nguyện vô lượng sắc thọ từ 40 muốn thấy cõi nước trang nghiêm thanh tịnh của chư Phật trở xuống, là nguyện thọ hiện Phật sát. Thứ 40 muốn trong nước cây có vô lượng màu sắc, cao đến 100.000 do tùng. Cây vô lượng màu sắc là chỉ tất cả cây báo trong nước do bảy báo hóa thành, màu sắc quang diệu, ngay hàng thẳng lối, rễ mọc theo lớn, là các cây báo biến khắp nước này. Người thế gian có thể nói là không phân biệt quốc gia, không phân biệt chủng tộc, không phân biệt tín ngưỡng, không ai không thích châu báu. À, có diện thể từ châu báu cho thấy châu báu là vật chất mà chúng sanh yêu thích. Phật ở kinh sao thường thường cáo chúng, trong kinh Đức Phật thường dạy rằng tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. À, xin lý sở hoan cái đồng xi, cái thứ này xuất hiện. Trong tâm thích những thứ này, nó liền hiện ra. À, sự trí xi vũ trụ hiện tượng thế mà lại. Những hiện tượng vật chất này từ đâu mà có? Trong kinh Đức Phật dạy, do tâm hiện thực biến. Tâm hiện là bình đẳng, thực biến thì không giống nhau. Đúng là tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng. Tâm chúng sanh thích gì, nó hiện ra thứ đó. Chúng ta xem chúng sanh hiện nay, tâm chúng sanh trên địa cầu này, họ thích những điều gì? Họ thích tài sắc danh thực thùy, ngũ dục lục trần. Họ thích những thứ này. Cổ nhân cũng yêu thích. Cổ nhân cũng thích của cải, thích châu báu. Bây giờ thích của cải, thích ngân phiếu. Một tờ giấy mỏng, họ thích những điều này, cho nên nó bay khắp bầu trời. Người ngày xưa thích kim ngân châu báu. Quả thật, thứ châu báu của cổ nhân hình như nhiều hơn chúng ta hiện nay. Chúng ta thấy trong sách cổ, đế vương thưởng cho đại thần một lần ban tặng là 1.000 lượng hoàng kim. Có thể thấy thời đó nhiều vàng, nhiều kim ngân. Hiện nay hình như không có. Đã thất tài. Nghĩa là sao? Chúng sanh không có phước báo, chỉ dùng tiền để thay thế. Cho nên dùng tiền giấy. Ngày xưa dùng tiền vàng, tiền bạc, dùng vàng bạc.
Bây giờ dùng tiền giấy là ma quỷ dùng. Quý vị nghĩ xem xã hội hiện nay thành ra như thế nào? Dùng tiền giấy. Người và quỷ cùng chung sống. Do đó thích cây cỏ hoa lá là bản tánh tự nhiên. Cây cỏ hoa lá ở thế giới cực lạc vô cùng tươi tốt, mà tất cả là do chân bảo tạo thành. Bên dưới nói bảy báo hóa thành. Bảy không phải là con số, nó là biểu pháp, biểu trưng sự viên mãn. Nghĩa là ta thích châu báu gì nó liền hiện loại đó. Báo là vô lượng vô biên, cũng không có số lượng. Nếu có thể nói rõ tên và số lượng trân bảo ở thế giới cực lạc, điều này không thể nói được. Chỉ có Phật và chư Phật mới có thể nói rõ được, mới có thể nói được. Đẳng giác trở xuống đều không thể nói được. Bảy tượng trưng sự viên mãn là bốn phương, trên dưới tức là sáu, thêm ở giữa là viên mãn. Bảy tượng trưng ý này, bốn phương trên dưới ở giữa, tượng trưng sự viên mãn. Tất cả châu báu biến hóa, biến hóa thành tựu. Rộng là mau sinh, dinh là tươi tú, sụ cao đa, cây cao lớn, hoa cỏ phi thường mau sinh, cành lá hoa quả rất sung suy. Sắc là màu sắc, quang tức quang minh, màu sắc tươi tốt sáng chói. Diệu là khen ngợi. Hàng hàng lớp lớp, rễ mọc thành hàng. Cây này là trưởng thành, không phải do nhân công trồng trọt chăm sóc, tự nhiên, thẳng hàng thẳng lối, còn hoàn mỹ hơn cả thiết kế. Thiết kế cũng không được đồ án đẹp như vậy. Cá cây báo biến khắp cõi nước này, cõi nước thế giới cực lạc, đại đạo tràng của Phật A Di Đà. Học trò, tứ độ tam bụi cửu phẩm, đây là nói về học trò. Những cây báo này biến khắp cõi nước, cây cao 100 do tuần cho đến 1000 do tuần. Cây cối ở đây quá cao lên. Do tuần là đơn vị đo lường, đơn vị đo khoảng cách. Bên dưới nói ở đây 40 dặm đến 60 dặm. Xem kỹ chú giải ở trước. Ở trước có chú giải: vào thời Ấn Độ cổ, một do tuần
dài bao nhiêu? Dùng Trung Quốc để so sánh. Do tuần của Trung Quốc có đại do tuần, trung do tuần, tiểu do tuần, chia thành ba bậc. Đại do tuần là 80 dặm của Trung Quốc, trung do tuần là 60 dặm, tiểu do tuần là 40 dặm. Lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời là vào thời nhà Chu Trung Quốc. Trong sử Phật giáo có ghi chép rất rõ ràng, năm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời là năm Giáp Dần thứ 24 của Chu Chiêu Vương. Khi Phật diệt độ là năm thứ 53 của Chu Mục Vương. Phật trụ thế 80 năm. Người xưa tính tuổi mụ 80 tuổi, người nước ngoài nói 79 tuổi. Thước đo thời nhà Chu, thước đo nhà Chu dài bao nhiêu? Đầu năm Dân Quốc, Đại sư Hoằng Nhất từng làm một cuộc khảo cứu. Ngài có viết một bài văn có tên là Chu Xích Khảo. Nói cho chúng ta biết, 1 mét thời nhà Chu tương đương với 6 tấc hiện nay. Thước của nhà Chu không lớn. Hay nói cách khác, đại do tuần 80 dặm cũng chỉ bằng 40 dặm hiện nay. Tiểu do tuần là 20 dặm, trung do tuần là 30 dặm hiện nay, là dặm của Trung Quốc, không phải cây số. Cây số lại phải giảm đi một nửa. Cũng khá là cao. Nếu cây số giảm mất một nửa, một đại do tuần 40 dặm qua tức là 20 cây số, tiểu do tuần 10 cây số. 10 cây số bây giờ chúng ta đi máy bay thường bay ở độ cao khoảng 10 cây số, 10.000 mét. Cây cao đến mức độ đó, máy bay mới bay lên đến đọt cây. Thế giới Cực Lạc quả thật là không thể nghĩ bàn. Cây cao chúng ta có thể liên tưởng đến người cao lớn. Nếu như người nhỏ mà cây cao như thế, như vậy không tỷ lệ thuận. Giờ đây có thể biết độ cao của người ở thế giới Cực Lạc. Hiện nay chúng ta sống, môi trường sống ở Úc Châu, cây cũng rất cao lớn, cao khoảng bằng 10 mấy người. Người đứng dưới gốc cây cảm thấy rất nhỏ bé, khi so với độ cao của cây thấy mình nhỏ bé vô cùng. Thấy hiện tượng này nghĩa là người ở thế giới Tây Phương Cực Lạc có phước báo lớn. Ở trước chúng ta đã học, giảng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, ở đó là quá sanh, không có thai sanh. Thai sanh, noãn sanh, thất sanh đều không có, chỉ có quá sanh. Giảng sanh đến thế giới Cực Lạc, Phật A-di-đà đến tiếp dẫn. Đến thế giới Cực Lạc, thời gian rất nhanh chóng. Trong sát na đã đến được đó. Đến đó thân tướng hoàn toàn giống với Phật A-di-đà. Thân có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp.
世尊，无量寿无量光。Thế Tôn, vô lượng thọ, vô lượng quang. Ta giống như Thế Tôn cũng là vô lượng thọ, vô lượng quang. Tam sinh thông chư thủ, xa xa phiên vãng sanh. Gọi phàm thánh đồng cư hạ hạ phẩm giảng sanh cũng được oai thần 48 nguyện của Phật A Di Đà gia trì. Một đời chứng được quả vị diệu giác viên mãn. Chư vị phải rất nghiêm túc, hào hào suy nghĩ. Chư vị phải cố gắng tư duy xem có nên đến đấy chăng? Hãy nghĩ, không có người nào không muốn. Rất muốn đến đó, không có ai không muốn. Nhưng đi bằng cách nào? Phải buông bỏ tất cả những gì thuộc về thế gian. Điều này rất khó. Lại không muốn buông bỏ, có thể mang tất cả những gì thuộc thế gian này theo chăng? Không thể mang theo. Đến thân thể này cũng không thể mang theo được. Vì sao vậy? Vì thân thể này không tương xứng với thân thể ở thế giới cực lạc. Nếu thân thể hiện tại của chúng ta cũng là thân kim cang bất hoại, cũng là thân có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp, như vậy có thể đi tương đồng với bên đó. Đáng tiếc thân chúng ta không giống họ. Thân này quá tệ, không cần nó nữa. Chứ gì nên biết rằng thân còn không cần, huống gì là vật ngoài thân. Chỉ cần buông bỏ được, không có ai không giảng sanh. Khi lâm mạng chung, Phật A-di-đà không đến tiếp dẫn, cũng không được trách Ngài. Ngài biết. Ngài biết điều gì? Ngài biết ta chưa buông bỏ, cho nên không đến tiếp dẫn. Nếu buông bỏ hoàn toàn, nhất định Ngài đến tiếp dẫn. Chỉ cần có một chút vướng mắc, Phật sẽ không đến. Nhất định phải hiểu rõ ràng minh bạch điều này. Trên thế gian này, dù làm bao nhiêu việc tốt, tích lũy công đức, nhất định phải tam luân thể không. Nếu còn nghĩ rằng tôi đã làm không biết bao nhiêu công đức, như vậy không thể giảng sanh, đang tự chướng ngại mình. Vì sao vậy? Vì tích lũy công đức là việc đáng phải làm. Không có gì đáng vinh dự, là bổn phận của mình. Phải tẩy trừ sạch sẽ những tạp niệm này. Tâm thanh tịnh và quải thanh tịnh tương ưng. Trong kinh điển thường nói tâm tịnh tức quải Phật tịnh. Thế giới cực lạc là tịnh độ. Xem tiếp, trong đạo tràng còn có thọ dương gọi là đạo tràng thọ, tức Bồ Đề Thọ. Bây giờ chúng ta gọi là Bồ Đề Thọ. Đạo tràng nghĩa là sao? Là nơi Phật A-di-đà giảng kinh thuyết pháp. Cây bên ngoài giảng đường gọi là Đạo Tràng Thọ. Đi về phương Tây Nam, trước núi Chánh Giác của Tây Vực, khoảng 14-15 dặm có cây Tất Bạc Lạc. Đức Phật ngồi dưới cội cây này thành Chánh Giác, cho nên gọi là Bồ Đề Thọ. Duy Ma Kinh, Bồ Tát Hạnh Phẩm Triệu Chú. Đây là chú giải của Đại sư Tăng Triệu. Có một đoạn nói rằng Đức Phật thành đạo dưới cội cây. Cây gọi là Bồ Đề. Cây này ánh sáng chói lọ, hương thơm bạc ngát, hình sắc vi diệu,
tùy theo sở thích mà thị. À, chỗ cái địa ở đây nói đến Tây Vực là chỉ cho hướng Tây Nam của Trung Quốc. Đức Phật ra đời ở nước Ca Tỳ La Vệ, tức là Nepal hiện nay. Phía nam rặng Himalaya, phía bắc là Tây Tạng. Quê hương của Phật ở phương nam rặng Himalaya. Ngày xưa thường gọi là Tây Vực. À, Trân Chua Sán, trở xí nà, xỉn, sư sư vũ lì. Đi về 14-15 dặm phía tây nam núi Chánh Giác. Xuyên Trang Đà Sư. Tây Dực Ký. Đà Thắng Xí Rư Chí. Của Đại Sư Huyền Trang thời Đại Đường. Chứ lưu xưa. Nghĩa là, ngày đến Ấn Độ du học 17 năm. Những nơi Ngài trải qua đều có ghi chép. Ngài viết thành một cuốn sách, có thể gọi là du ký. Bộ sách này rất có giá trị. Trong này có ghi chép. Phải tìm Đại Đường Tây Vực Ký xem ở đây hiện nay là địa phương nào. Đi về 14 đến 15 dặm ở hướng Tây Nam núi Chánh Giác có cây Tất Bạc Lạc. Đương thời Đức Thế Tôn thành Chánh Giác dưới cội cây này, ngồi thiền nhập định dưới cây này. Khi xuất định buổi tối, nhìn thấy sao trên trời, Ngài đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Về sau cây này được gọi là cây Bồ Đề. Trong chú giải Kinh Duy Ma của Đại sư Tăng Triệu nói, Đức Phật thành đạo dưới cội cây, cây gọi là Bồ Đề. Cây này ánh sáng chiếu diệu. Cây này phóng ánh sáng, còn tỏa hương thơm. Hương thơm bạc ngát, hình sắc vi diệu, tùy theo sở thích mà thấy được. Cây này rất quan trọng. Hiện nay giao thông phương tiện, rất nhiều người đến Ấn Độ chiêm bái thánh tích. Hình như có 2-3 lần có người mời tôi đi. Tôi chưa đi, chưa từng đến Ấn Độ. Suốt đời tôi là giảng kinh, cũng đi qua rất nhiều quốc gia trên thế giới, đều là mời tôi đến giảng kinh. Xưa nay không hề đi du lịch. Trong lúc giảng kinh có thời gian rảnh thì đi lăn quanh một chút, xem phong cảnh các nơi. Đây là tranh thủ thôi. Mục đích không phải là đi du lịch. Những năm lại đây cũng có khi xuất ngoại, đa phần đều làm tham gia hội nghị hòa bình quốc tế, hội nghị tôn giáo, cũng không phải đi du lịch.
Tôi tin rằng rất nhiều đồng tu đều đã đi chiêm bái thánh tích đương thời của Thế Tôn. Bồ Đề Thọ vẫn còn. Những địa điểm này ngày xưa Ngài giảng kinh thuyết pháp, như núi Linh Thứ, vườn Kỳ Thọ cấp cô độc, những di tích này vẫn tồn tại. Bây giờ chúng ta thấy những cây này, cây có phóng ánh sáng chăng? Có nghe hương thơm chăng? Phải chăng nó có hình sắc vi diệu như trong kinh nói? Hình như đều không có. Chắc là thời gian quá lâu. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cách chúng ta 3.000 năm. Có thể ngày xưa có ánh sáng, có hương thơm, bây giờ không còn. Thời gian quá lâu. Đây là một cách giải thích. Thật ra câu giải thích thật sự là ở câu sau cùng: tùy theo sở thích mà thấy được. Vẫn là câu: tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Nếu có tâm chân thành cung kính, khi đi chiêm bái thánh tích của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, có thể nhìn thấy ánh sáng, có thể ngửi thấy hương thơm. Nếu dùng tâm nông nổi, tâm không thanh tịnh, để đi chiêm bái thì chẳng cảm nhận được điều gì cả. Chỉ thấy một cây bồ đề bình thường, không nhìn thấy ánh sáng của nó, không ngửi được hương báo của nó. Bên dưới vẫn còn mấy câu: cây phát ra pháp âm, tùy sở thích mỗi người mà nghe. Đây là Như Lai báo ứng thọ. Càng vi diệu, cây biết nói pháp. Đây là quả báo của Như Lai, ứng hóa của Như Lai. Chúng sanh gặp được tự nhiên ngộ đạo. Đây là thế giới cực lạc. Đây không phải là cây nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạt. Là đạo tràng thọ ở thế giới Tây Phương cực lạc. Là nơi Phật A-di-đà giảng kinh thuyết pháp. Ta không nghe Phật thuyết pháp, ngồi dưới gốc cây bên ngoài, không vào giảng được. Ngồi dưới gốc cây, cây thuyết pháp cho ta nghe, ta cũng có thể ngộ đạo. Bản chính thành tựu văn trung phụ huyết. Thành tựu trong kinh văn của kinh này lại nói: lại do nhìn thấy cây này cho nên đạt được ba loại nhẫn. Thứ nhất là âm hưởng nhẫn, hai là vô thuận nhẫn, ba là vô sanh pháp nhẫn. Ba loại này tức là ba loại định. Bản kinh hậu miền có详细说明. Phía sau kinh này có giải thích tường tận. Đây thật sự như những gì trong kinh giáo nói. Đây là quả báo của Phật A Di Đà, nhân hóa chi số, do ứng hóa
hiện ra. Đức Thế Tôn dạy rằng thế giới cực lạ là do vô lượng công đức của Phật A Di Đà thành tựu nên. Từ những cây báo và công đức vô tận của thế giới cực lạc, chúng ta tin chắc vào câu nói của Phật. Ngài nói không sai. Điều này cũng nói rõ vì sao tu hành ở thế giới cực lạc dễ thành tựu. Vì sao tu hành ở thế gian của chúng ta gian nan đến thế? Đây là do môi trường khác nhau. Tu hành ở thế giới chúng ta, môi trường toàn là ô nhiễm, toàn là tiêu cực, trái với tánh đức. Sát đạo dâm vọng, lưỡng thiệt ỷ ngữ ác khẩu, tham sân si mạng. Chúng ta sống trong môi trường này. Bây giờ quan sát tương tận. Cây cỏ hoa lá ở thế gian này những loại động thực vật với những gì trong sách cổ ghi chép phát sinh biến hóa lớn lao. Nếu lưu ý điểm này, chúng ta sẽ đề cao tâm cảnh giác. Các loại cây trái nó cứ trái mỗi năm, khi ăn mùi vị không giống nhau. Trái cây không thơm ngon như trước, không có mùi vị đó. Hiện nay rau xanh cũng không tươi ngon như trước, đã thay đổi. Vì sao có sự thay đổi này? Vì tâm người thay đổi. Có người ngày xưa tâm địa trung hậu, thành kính. Cổ nhân không những thành kính đối với người, mà đối với cây cỏ hoa lá. Đối với núi sông đại địa, đều rất cung kính. Phật Pháp cũng không ngoại lệ. Chúng ta thấy trong Kinh Hoa Nghiêm kể ra hơn 40 loại thần linh, có thần cây, có thần núi, có thần hoa, thần cây cỏ, có thần biển, có thần sông, thần rạch. Thần rạch cũng có long dương, như giếng nước, giếng nước cũng có long dương. Sống trong ngôi nhà này có thần thủ hộ, có thần tượng, có ông tám. Từ những điển tích này, chúng ta có thể nghĩ đến cổ nhân quả thực là vô bất kính. Không có gì họ không cung kính. Chúng ta cung kính nó cũng tôn trọng chúng ta. Ta ở trên mảnh đất này là có nhân duyên. Ngay đời này chúng ta gặp được,
có thể tương thân tương ái, quan tâm lẫn nhau, chăm sóc lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau tu hành. Như vậy hoàn cảnh sẽ không giống nhau. Vườn rau chúng tôi có trồng mướp. Đây là sư Ngộ Khiêm nói với tôi mấy năm trước. Có trái mướp, báo mộng cho cô, yêu cầu đến hái vì nó đã quá già. Mọi người không đến hái, cho nên đến báo mộng. Ngày hôm sau cô ra xem, quả nhiên tìm thấy. Đúng là mướp quá già không ăn được, phải giữ lại làm giống. Quý vị xem, mướp trong vườn cũng có báo mộng. Có thể nói nó không có linh tánh chăng? Vườn rau của chúng tôi không dùng phân bón, không dùng thuốc sâu. Chúng tôi chia một mảnh nhỏ trong vườn chuyên cung cấp cho sâu bò. Trong vườn trồng rất nhiều cây trái, cũng chỉ định mấy cây cho chim chóc. Đều rất giữ chữ tín. Chúng tôi chung sống rất hòa thuận. Hai bên quan tâm lẫn nhau. Đúng là hai bên hợp tác rất tốt đẹp. Tuyệt đối không tổn thương đến bất kỳ chúng sanh nào. Cần phải hiểu đạo lý này. Người thời nay không có lòng yêu thương. Đến bản thân mình họ còn không biết yêu thương, thì làm sao yêu thương người khác? Vì thế họ không biết yêu thương cha mẹ, không biết yêu thương anh em, không biết có tôn trưởng. Cho nên hiện nay núi sông cây cỏ hoa lá, linh khí đó không còn nữa. Linh khí không còn, quý vị tự quan sát tường tận xem, nó có gì? Nó có tà khí, không bình thường lắm. Gần đây tôi nghe nói rất nhiều nơi có từng đàn chim bị chết, từ trên không trung rơi xuống mà chết. Nguyên nhân gì vậy? Giới khoa học hiện nay chưa tìm ra nguyên nhân. Trong Phật Pháp nói, do lòng người chúng ta bất thiện, oán khí này gây ô nhiễm sơn hà đại địa. Khí phát ra từ cây cỏ hoa lá cũng là những chất bất thiện này. Cơ thể những loài chim này quá nhỏ, sức đề kháng yếu, chúng hít không khí này dẫn đến tử vong, chúng bị trúng độc. Tham sân si mạng nghi là ngũ độc, oán hận não nộ phiền đều là độc. Khí chất đạo đức nhân lễ nghĩa ngày xưa không còn, hiện nay biến thành như thế nào? Quan sát tường tận không khó phát hiện. Hiểu rõ môi trường xung quanh, chúng ta không còn lưu luyến môi trường này nữa. Phải tận tâm tận lực giúp cải thiện hoàn cảnh, đó chính là giúp cải thiện nhân tâm. Đến ông Baladen người Mỹ cũng nói đến phương pháp để chúng ta ứng phó với dự ngôn thảm họa năm 2012, phải dùng biện pháp khí vô dưỡng sanh, cải邪归正, bỏ ác dương thiện, đoan chính xin niệm, cải tà quy chánh, lại đối đãi đoan chánh tâm niệm, mới ứng phó được vấn đề nan giải, mới có thể hóa giải thảm họa này. Không những hóa giải,
còn có thể đưa địa cầu đến một tương lai tươi sáng đẹp đẽ hơn. Đây là Phật Kinh bên trong nói đấy, y chi pháp từ tâm sanh ra. Như trong kinh nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Đức Phật nói, tướng do tâm sanh. Cảnh tùy tâm chuyển. Chúng ta mới hiểu rằng hai thế giới không giống nhau. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, người người đều tu thượng thiện. Như trong kinh Di Đà Đức Phật nói, thế giới đó là nơi hàng thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Vậy xã hội hiện nay của chúng ta thì sao? Cũng là thượng, nhưng chữ ở dưới đã thay đổi là thượng ác. Người nào không tạo mười ác nghiệp? Sát đạo dâm, thân hành sát đạo dâm, khẩu vọng ngữ lưỡng nghiệp, ý ngữ nói lời ngon ngọt để lừa bịp chúng sanh, ác khẩu, còn ý thì tham sân si, gây ra mười ác nghiệp nặng nề. Vì thế cảnh giới bên ngoài thay đổi. Đối với bản thân mà nói, tai họa của bản thân là tật bệnh, phiền não, ưu lo. Thiên tai bên ngoài là xã hội động loạn, địa cầu thiên tai dồn dập, như lũ lụt, gió bão, núi lửa phun trào, động đất. Động vật không ngừng bị diệt chủng. Vấn đề này đối với nhân loại đang sinh tồn trên địa cầu tạo nên sự uy hiếp nghiêm trọng. Khởi nhân đều là do ý niệm bất thiện, hành vi bất thiện tạo thành. Có thể cứu vãn chăng? Có thể, chỉ cần biết quay đầu hướng thiện, quay đầu là bờ. Từ bỏ mười điều ác, nỗ lực tu mười điều thiện. Những năm lại đây, chúng tôi đề xướng cùng nhau học tập đệ tử quy, học cảm ứng thiên, học thập thiện nghiệp, học giáo huấn có liên quan đến luân lý đạo đức, giáo huấn nhân quả trong kinh điển tôn giáo, thế giới này sẽ được cứu. Thiên tai sẽ được hóa giải, thân thể chúng ta có nhiều độc bệnh sẽ được khôi phục bình thường, khiến sơn hà đại địa, cây cỏ hoa lá, ngũ cốc lương thực có thể sanh trưởng trở lại như xưa. Nhân dân tôn trọng nhau, thương yêu nhau, quan tâm nhau và hợp tác lẫn nhau. Thế giới Cực Lạc là thế giới đại đồng, chúng ta không sánh bằng, nhưng cũng có thể đạt đến bậc trung. Thế giới bậc trung cũng có thể khiến cho cuộc sống được hạnh phúc mỹ mãn. Chư Phật Bồ Tát, chư vị Thánh Hiền đều luôn khuyến khích chúng ta. Chúng ta đọc đến những đoạn kinh văn này, nhất định phải nghĩ đến xã hội ngày nay chúng ta phải thực hành như thế nào.
Chúng ta phải thay đổi tâm thái, dùng tâm thiện, dùng ý tứ để xử sự đối nhân tiếp vật. Bản thân chịu thiệt thòi, cổ nhân dạy rằng thiệt thòi là phước, chiếm lợi ích không phải là phước báo, chiếm lợi ích là quả, là tai họa. Nếu thông đạt thấu triệt được nhân quả báo ứng, tuyệt đối ta không khởi tâm động niệm muốn chiếm lợi ích của người khác. Đứng ở giữa lợi và hại, ta nên gánh vác thiệt hại, lợi để nhường người khác. Việc tốt dành cho người khác, việc xấu mình lãnh chịu. Đây mới thật sự là tích lũy công đức. Chư vị thánh hiền dạy chúng ta như thế, chư Phật Bồ Tát cũng dạy chúng ta như thế. Phải chăng làm như vậy là rất thua thiệt? Tuyệt đối không thua thiệt. Phước báo ở đằng sau. Nếu tinh tấn dõng mạnh, tích cực tu tập, không cần đợi đến đời sau, lúc lớn tuổi là nhận được hiệu quả. Suốt đời nhẫn nhường, suốt đời đi sau, nhìn về bên ngoài hình như là rất khổ sở, rất đáng thương. Suốt đời sống rất cần khổ, nhưng sau nhưng phiền não nhẹ, trí tuệ tăng trưởng, thân thể mạnh khỏe, sống lâu. Rất khổ không ai chăm sóc, nhưng bản thân mạnh khỏe sống lâu, quý vị dám nói đây không phải phước báo ư? Có người nhất định phải nhiều người hầu hạ ư? Tự chăm sóc mình không phải càng tốt sao? Sư Gia Mâu Ni Phật vì chúng ta trải hiện, một sinh, nhật trung nhất thời, thụ hạ nhất thiếu. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thể hiện cho chúng ta thấy, suốt đời ngày ăn một bữa, đêm ngủ dưới gốc cây, ba y một bát. Quý vị dám nói ngài không có phước báo chăng? Sau khi chết cho đến nay, quý vị thấy mỗi ngày có biết bao nhiêu người đảnh lễ, bao nhiêu người tán thán, bao nhiêu người học tập đi theo di huấn của ngài, bao nhiêu người nhận lợi ích của ngài. Đây chính là phước báo của ngài. Chúng ta cần phải nhận thức rõ ràng, không phải ở đây ăn ngon mặc đẹp, ở nhà lớn, không phải những thứ đó, không liên quan đến những vấn đề này. Chúng ta hưởng thụ phước báo chân thật, những điều hư giả này xin nhường cho người khác, không biết tu, không khởi xung đột với người khác. Họ cần ta không cần, thứ ta cần họ không cần, làm sao có xung đột được? Nếu họ cần ta cũng cần, sẽ xung đột ngay. Ví dụ, tôi muốn xuất sĩ, tôi muốn một ngày ăn một bữa, ví dụ nói ta muốn ăn chay, ta muốn ngày ăn một bữa, họ không muốn. Về phương diện ẩm thực tuyệt đối không khởi xung đột. Họ muốn ở nhà cao cửa rộng, tôi thích ở nhà tranh. Ở ngôi nhà tranh nhỏ bé, họ không muốn. Về môi trường sống chúng tôi không xung đột.
Quý vị muốn công danh phú quý, tôi không cần những thứ đó, tôi cần đọc sách thánh hiền. Ngày ngày đọc sách vui hơn bất kể điều gì, như vậy sẽ không khởi xung đột, không tranh giành với người, không mong cầu gì thuộc thế gian, không khởi xung đột với người, cũng không xung đột với thế gian. Được như vậy thì tự tại biết bao, an vui biết bao. Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây. Nam mô A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh Cực Lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.